điều tra lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng giấy phép lái xe nghi là giả. Sáng mùng 6 tháng 4, thông tin từ tổ công tác Y8 trên 141 Công an thành phố Hà Nội. Tổ công tác vừa bàn giao một đối tượng điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn, sử dụng giấy phép lái xe nghi là giả về Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân để tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo đó, vào tối mùng 5 tháng 4 năm 2023, tổ công tác Y8 trên 141 do Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông số 8, Phòng Cảnh sát Giao thông là tổ trưởng làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại đường Lê Văn Lương, thuộc địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Khoảng 22 giờ 30 phút, tổ công tác dừng xe kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe Honda Everblade màu đỏ mang biển kiểm soát 30Y452XX có biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe LTD, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú Thái Thụy, Thái Bình vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,199mg trên 1 lít khí thở. Đáng chú ý, quá trình kiểm tra giấy phép lái xe bằng công tác nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện giấy phép lái xe của D không có dữ liệu trên hệ thống giấy phép lái xe quốc gia. Nghi vấn lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả, tổ công tác Y8 đã bàn giao đối tượng, phương tiện về Công an phường Nhân Chính tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo Điều 21 Nghị định 100/2019/ND/CP, việc xử phạt hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả được quy định như sau. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng. Đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175cm khối và các loại xe tương tự xe mô tô, thực hiện hành vi vi phạm sau đây, không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm khối trở lên. Xe mô tô ba bánh thực hiện hành vi vi phạm sau đây, không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa. Ngoài ra lái xe còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.